Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức đóng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào được thành lập vào ngày 18 tháng 7 năm 2007. Ban đầu, trường có tên gọi là Trường Trung học phổ thông Hồng Đức. Tháng 8 năm 2017, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, trường đón nhận quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức với hình thức đào tạo từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Tên trường được lấy từ niên hiệu vua Lê Thánh Tông, một trong những vị vua tài năng, nhiệt huyết, có công lớn trong việc xây dựng nước Đại Việt. Việc chọn tên trường mang tên Hồng Đức là ý tưởng của những người sáng lập, xây dựng nhà trường, mong muốn các thế hệ học sinh nhà trường Hồng Đức luôn tự tin, sáng tạo, đổi mới, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức nằm giữa trung tâm thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, giáp khu đô thị Lạc Hồng Phúc, khu chung cư Phúc Hưng, giao thông thuận lợi, an toàn cho các em học sinh khi đi đến trường. Để hỗ trợ việc đưa học sinh đến trường cho các bậc phụ huynh, nhà trường đã trang bị xe đưa đón chất lượng cao, đảm bảo cho trẻ đến trường an toàn và đúng giờ. Trường có cơ sở vật chất hiện đại và tiên tiến với 3 tòa nhà, cùng 30 phòng học đạt chất lượng cao trên tổng diện tích 29.000 m², vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Các phòng học được lắp máy chiếu, điều hòa, internet đáp ứng nhu cầu dạy và học chất lượng cao cho 1.500 học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn có các phòng chức năng, phòng thí nghiệm, phòng tin học, phòng thư viện, phòng y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Các phòng năng khiếu như phòng âm nhạc, mỹ thuật, múa đều được thiết kế chuyên biệt, hiện đại. Khu bán trú với phòng ăn, phòng ngủ được thiết kế độc lập, phục vụ cho nhu cầu cả giáo viên và học sinh. Được học tập tại ngôi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức, em cảm thấy rất vui. Thầy cô là những người tâm huyết, luôn truyền cảm hứng cho chúng em để thực hiện ước mơ của mình. Trước khi vào Hồng Đức, em là một cô gái nhút nhát, ít tham gia các hoạt động của trường lớp. Nhưng từ khi vào học tại trường, em cảm thấy mình trở nên tự tin hơn, năng động hơn. Đội ngũ giáo viên nhà trường đều được tuyển chọn, 100% giáo viên được đào tạo chính quy, đạt chuẩn và trên chuẩn nghề nghiệp, có kinh nghiệm trong giảng dạy. Trong đó, 60 giáo viên có bằng đại học, 5 giáo viên là thạc sĩ và 1 nhà giáo ưu tú. Tất cả các thầy cô đều là những người yêu nghề, nhiệt huyết, sử dụng công nghệ thông tin thành thạo, thường xuyên được tập huấn các phương pháp giảng dạy tiên tiến để đi đầu với đổi mới, cập nhật xu hướng giáo dục quốc tế. Nhà trường luôn tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho quá trình dạy và học của chúng tôi để giúp các bài giảng của chúng tôi được trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Điều quan trọng là tạo cảm hứng học tập cho các em. Song song với đó thì nhà trường cũng tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia những cái lớp tập huấn, tham quan những cái mô hình giáo dục hiện đại, và điều đặc biệt là nhà trường cũng luôn tạo điều kiện cho chúng tôi được đi học để nâng cao trình độ nghiệp vụ và chuyên môn. Chương trình giáo dục của nhà trường thực hiện kết hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường. Nhà trường tăng cường thêm tiết học các môn toán, văn. Riêng bộ môn tiếng Anh, học sinh còn được học trực tiếp với giáo viên người nước ngoài. Đặc biệt, giáo viên giảng dạy chương trình quốc tế là giáo viên bản ngữ, có chứng chỉ chuyên môn đạt chuẩn và có kinh nghiệm tiếp xúc đa văn hóa. Vì vậy mà các tiết học tiếng Anh của học sinh trở nên rất gần gũi, thiết thực và hấp dẫn, tăng hiệu quả tiếp thu cho học sinh. Với phương châm dạy làm người trước khi dạy chữ, nhằm rèn luyện và giúp học sinh phát triển toàn diện về thể lực và trí lực. Ngoài các buổi học chính khóa, học sinh còn được tham gia các câu lạc bộ toán thông minh, tiếng Anh, đọc sách, múa, piano, mỹ thuật và các hoạt động thể chất. Từ các câu lạc bộ này, học sinh được khơi nguồn sáng tạo, được phát triển các kỹ năng, sở thích riêng. Qua đó phát triển toàn diện được về trí tuệ và các giá trị nghệ thuật. Ở trường Hồng Đức thì có rất là nhiều câu lạc bộ nghệ thuật như là mỹ thuật, piano, đàn guitar, múa. Câu lạc bộ mà con yêu thích nhất cũng là sở trường của con là câu lạc bộ mỹ thuật đó. Khi mà các thầy cô giảng dạy rất là nhiệt tình, quan tâm chúng con từ những điều nhỏ nhất thì con phát huy được cái sở trường của mình rất là tốt ạ. Không chỉ chú trọng đến việc truyền tải kiến thức cho học sinh,
trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức còn quan tâm chú trọng đầu tư các hạng mục thể thao để học sinh được vận động, nâng cao sức khỏe, giúp các em được thỏa sức đam mê và tăng cường thể chất phục vụ tốt cho việc học. Với hai sân bóng đá cỏ nhân tạo theo tiêu chuẩn, một nhà tập đa năng, một bể bơi bốn mùa. Khu vườn sinh học là nơi các em thực hành trong các tiết học ngoài trời. Bao quanh trường là khuôn viên cây xanh, môi trường học trong lành, lý tưởng. Trong năm học, nhà trường đều xây dựng kế hoạch ngoại khóa, trải nghiệm, giúp các em có nhiều hiểu biết, vốn sống trong thực tế. Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, khám phá, thú vị về cuộc sống. Ngoài ra, học sinh được tham gia nhiều hoạt động tập thể như vẽ tranh, bóng đá, văn nghệ, cầu lông, nấu ăn, tìm kiếm tài năng Hồng Đức, đường lên đỉnh Olympia và các chương trình mang ý nghĩa cộng đồng như Xuân Yêu Thương, Dạ Hội Học Sinh Khối 12. Chính do cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu, sở thích và năng khiếu mà trong năm học vừa qua, đội bơi lội của nhà trường đã giành được 2 huy chương vàng với nội dung bơi 50m tự do và 100m tự do, giải bơi lội học sinh phổ thông tỉnh Hưng Yên năm 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tổ chức và được tham gia giải bơi lội toàn quốc được tổ chức tại Huế vào tháng 7 năm 2019. Cũng năm học này, trường còn tham gia cuộc thi giai điệu Tuổi Hồng Hưng Yên năm 2019. Có thể nói, trong thời đại công nghệ, kỹ năng sống là không thể thiếu. Chính vì vậy, nhà trường rất tích cực trong việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục kỹ năng sống tập trung như kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô, giáo dục đạo đức cho các em bằng các kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng khi tham gia giao thông, phòng tránh bạo lực học đường. Một ngôi trường toàn diện cả về trí và lực với đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết yêu nghề chính là điểm đến yên tâm của các bậc phụ huynh. Từ ngày gửi con vào ngôi trường Hồng Đức này thì mình rất là yên tâm, nhất là về cơ sở vật chất thì hiện đại. Và con được tham gia rất là nhiều cái hoạt động ngoại khóa và phát triển toàn diện cho con về mọi mặt. Và về nhà thì con rất là vui vẻ, tinh thần đi học rất là phấn khởi. Trong nhiều năm qua, số lượng học sinh giỏi các cấp trong toàn trường đều đạt trên 40%. Số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đỗ vào các trường đại học cao đẳng đạt trên 95%. Trong năm học này và các năm học tiếp theo của nhà trường, với mục tiêu giáo dục là đào tạo các em học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện, cả về phẩm chất và năng lực được tốt và trở thành những người công dân của toàn cầu. Để làm được như vậy thì nhà trường cần phải đổi mới phương pháp quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục về thể chất cho học sinh. Như vậy, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh cần phải thay đổi trong các cái công việc của mình. Đặc biệt, các thầy cô giáo cần phải thay đổi cách thức quản lý và giáo dục của mình, từ đó lan tỏa đến các em học sinh, thay đổi các phương pháp học tập và rèn luyện của mình. Các bậc phụ huynh học sinh cũng thay đổi cách thức quản lý của con em mình để làm sao làm tốt công tác giáo dục. Và từ đó thì phụ huynh học sinh tích cực phối hợp với nhà trường, xã hội để giáo dục, quản lý con mình được hình thành các phẩm chất, năng lực và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Nhà trường sẽ phấn đấu trở thành một trường chất lượng cao và luôn giữ vững là một ngôi trường mà có niềm tin, có uy tín và có trách nhiệm với các học sinh, các phụ huynh học sinh và nhân dân. Khi đó sẽ trở thành một ngôi trường hạnh phúc mà trong đó các thầy cô giáo hạnh phúc, các em học sinh mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày hạnh phúc và các bậc phụ huynh học sinh cùng gia đình cũng sẽ hạnh phúc tiến tới một xã hội hạnh phúc. Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức luôn đổi mới và phấn đấu không ngừng để trở thành một ngôi trường chất lượng cao, nơi đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.